Kim chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với vlog của Kim nha. Hôm nay thì là ngày chủ nhật á, thì chồng Kim được nghỉ. Anh đưa Kim đi ngắm hoa. Cả nhà yêu quý Kim thì hãy dừng lại một vài phút để nghe Kim tâm sự về cuộc hôn nhân của Kim ha. Sẵn tiện thì cả nhà có thể ngắm hoa luôn nè. Đây là con đường mà Kim với chồng sẽ đi đến cái vườn hoa cả nhà. Ở đây á, mùa này người ta trồng toàn là lúa mì không à. Thu hoạch xong thì người ta cũng đốt cái rơm á để làm cái phân cho mùa vụ sau á. Đây, lần đầu tiên Kim thấy lúa mì luôn cả nhà. Hồi xưa ở Việt Nam thì Kim đâu có thấy đâu. Còn lúc ở mấy cái tỉnh khác thì Kim cũng không thấy lúa mì luôn. Còn về đây thì mùa này người ta trồng toàn lúa mì không à. Tuyết rơi vừa dứt xong là họ sẽ làm cái mùa vụ lúa mì á cả nhà. Kim thích nhất là khung cảnh ở đây luôn cả nhà. Nó cứ yên bình mà nó cứ nhẹ nhàng vậy đó. Còn ở đây là cái view quá đẹp luôn. Ở dưới là nước xanh trong vắt, ở trên là một đồi chè. Ở Kim đã tới vườn hoa hồng rồi nè cả nhà. Đây là từ nhìn từ phía trên xuống nha. Bên đây là vườn hoa hồng, đối diện là hoa Fuji. Những cái luống thấp thấp kia là đồi chè đó cả nhà. Bên kia là con sông nha. Con sông mà không phải con sông, nó giống như là một cái đập vậy đó. Đây là đồi chè đó nè. Đồi chè xanh bạc ngàn bát ngát luôn. Cái không khí hôm nay đi nó mát, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Kim thích rất thích màu xanh luôn, hôm nay đi toàn những nơi có màu xanh thôi. Đây là một cái bụi chè nó bị mọc dại cả nhà, nhưng mà nó vẫn là tươi tốt ha. Đây, vợ chồng Kim đã gửi xe rồi, bây giờ thì đi bộ thôi nè. Đập vào mắt là những cái hình nộm của những cái người mà làm chè kiểu như hồi xưa cả nhà. Hồi xưa người ta hái chè bằng tay ha. Đây là cái còn chè bây giờ nó... thì người ta dùng máy cắt không à. Đây là chè nè, điều tăm tắp luôn ha cả nhà ha. Ước mơ của Kim là được đi thăm đồi chè, mà không ngờ hôm nay thì chồng Kim cũng dẫn Kim tới đây rồi, thỏa lòng rồi. Mùa này bên Nhật bắt đầu có rất là nhiều loại hoa rồi. Tuyết mà nó tàn là bắt đầu hoa nó bắt đầu nở cả nhà. Đây là hoa cẩm tú cầu nè, tên tiếng Nhật là Adisai nha. Còn đây là con sông. Rồi, hai vợ chồng đã mua được hai cái vé nè. Bắt đầu đi vào cái vườn hồng thôi. Đó, chồng Kim cũng yêu hoa lắm, cũng chụp chọt các kiểu chứ. Hoa đây có nhiều loại lắm cả nhà, đủ màu sắc luôn, đủ chủng loại luôn. Nó cũng là hoa hồng nhưng mà nó xuất phát từ các nước khác nhau á. Nó có nhiều loại khác nhau nữa. Hai vợ chồng cũng tranh thủ làm vài bô nè. Mà tự nhiên ở đây chụp ảnh bịt khẩu trang cũng kỳ quá, nhưng mà người ta hay đông á cả nhà. Gỡ khẩu trang nó cũng ngại với lại sợ nữa. Đây, sẵn tiện thì khoe với cả nhà cặp nhẫn cưới của hai vợ chồng luôn. Chồng cũng biết làm trò lắm. Biểu chụp hình nghiêm túc thì không chụp đâu, toàn làm trò, làm trêu không à. Chồng hơi lớn tuổi nhưng mà được cái cũng vui tính. Vườn hồng này tính ra nó không có rộng, nhưng mà Kim thấy nó có rất là nhiều hoa nha cả nhà. Hoa màu vàng đẹp không? Đẹp quá ha. Đây, khúc này Kim nhờ chồng chụp cho vài tấm đi. Mà anh chụp không sao, anh toàn trêu Kim thôi. Ở đây chắc là có khoảng là ít nhất là 50 loại, ít nhất là 50 cái chủng loại hoa hồng cả nhà. Nó đủ màu đủ sắc rồi. Một cây nó có thể là nó có khoảng mấy màu, và một nhánh nó có thể ra hoa được mấy màu nữa cả nhà. Hay lắm. Hoa ở đây nó rất là thơm nha, nó tỏa ra một mùi thơm. Mà mỗi cái hoa nó có cái mùi thơm khác nhau cả nhà. Thỉnh thoảng thì Kim cũng đi thử mùi của các cái hoa như thế nào. Không phải là nó đồng loạt một mùi đâu cả nhà. Kim thấy cái hoa mùi đậm nhất là cái hoa màu đỏ đậm ấy nha. Nó có mùi đậm nhất, còn mấy hoa kia chỉ nó là chỉ ngang ngát thoang thoảng qua thôi. Lúc này là nhờ chồng quay để mình đi thử ngắm hoa một chút nè. Đây, Kim nói cái chùm hoa này có một cái chùm hoa mà nó tới 4 màu cả nhà. Hồng, đỏ, cam và vàng. Nó thú vị ha. Ở Việt Nam thì Kim không có nhiều thời gian để mà Kim đi ngắm những cái vườn hoa như vậy á. Sang đây thì Kim có nhiều thời gian hơn. Và hoa thì nó cũng gần nhà nữa, nên là
đi được đó cả nhà. Khúc này Kim đang nói với chồng là cái hoa màu đỏ này nè, nó có cái mùi thơm dịu dịu. Hoa này lạ không cả nhà, nó có hai màu luôn. Lúc mới nở ra thì nó màu đỏ, nhưng mà dần dần thì nó sẽ màu trắng ở phía trong nha, nhìn nó đẹp ghê á. Hoa này ở ngoài nhìn rực rỡ luôn cả nhà, màu nó rực rỡ luôn. Kim với chồng thì kết hôn cũng được 1 năm 1 ngày rồi cả nhà. Hôm nay là nói chung là ngày kỷ niệm đi ha. Hôm nay hai chồng đi ngắm hoa cũng cho nó là một ngày kỷ niệm đi, hai vợ chồng dành thời gian bên nhau. Thì để Kim kể cái quá trình mà Kim với chồng gặp nhau cho cả nhà nghe nha. Thì Kim với chồng gặp nhau là do mai mối á cả nhà. Kim cũng không nghĩ là do mai mối mà Kim lại có thể là can đảm mạnh dạn kết hôn với một người chỉ qua mai mối và gặp nhau được có một lần thôi cả nhà. Thì tháng 1 năm 2022 thì Kim được bên giới thiệu hôn nhân, nó bên đó có cái bạn kia giới thiệu chồng cho Kim. Thì Kim với chồng nói chuyện qua line một thời gian, thì tầm 3 tháng sau thì Kim với anh gặp nhau. Kim và anh gặp nhau mà gặp ngay cái mùa tuyết rơi nữa. Cái hôm anh lên Kim á là tuyết nó rơi trắng luôn cả nhà, nó rơi gọi là mưa bão tuyết luôn á. Thì anh mua vé đi về trong ngày, thì thời gian gặp nhau chỉ được có khoảng tầm 2 tiếng thôi. Thì 2 tiếng đó thì hay Kim với chồng thì cũng ăn uống rồi nói chuyện được chút thì là cũng hết giờ để anh về rồi. Lúc mà đi ra coi chuẩn bị xếp hàng để mà check in mà về thì nó thông báo là bị delay thêm 3 tiếng nữa cả nhà. Anh vui lắm, thì Kim cũng thấy vui vui, thì thôi có nhiều thời gian thì mình ở lại mình nói chuyện tiếp. Thì cái lúc mà nói chuyện xong mà để anh đi về mà 2 tiếng nữa cả nhà, thì Kim thấy là chắc là kết bạn thôi chứ cũng không kết hôn đâu. Tại vì cũng không nói chuyện gì được nhiều, cũng không cảm nhận được cái gì của đối phương hết cả nhà. Được cái là Kim cảm nhận được là ảnh cũng trân trọng cái buổi gặp mặt này. Ảnh cũng có ý đồ là mong muốn là kết hôn với Kim á cả nhà. Anh cũng tặng quà cho Kim, nói chung là anh tặng quà cho Kim mà gọi là để cho mình ấm lòng luôn, để cho mình tin tưởng á cả nhà. Thì anh tặng cho Kim là mấy cái hộp sô-cô-la tươi cả nhà. Cái đó Kim rất là thích luôn, cái loại mà ngậm vào miệng là nó tan chảy á, ngon lắm. Với lại là cái gì ta, với lại là hai cuốn sách học và lái xe ha, mà đến giờ Kim vẫn chưa học để học lái xe nữa cả nhà. Thì anh có một dự định là anh lên gặp Kim là anh là chốt sổ á, nhưng mà đối với Kim thì lần đó gặp anh thì Kim chưa có cảm giác gì gọi là muốn tiến tới hôn nhân hết cả nhà. Kim nhìn vẻ bề ngoài thì Kim thấy anh trên lệch với Kim khá là nhiều luôn. Anh cũng lớn tuổi, nói chung là cái đợt lên gặp Kim anh ốm và đen lắm cả nhà. Nhìn nó kiểu như là thấy gọi là Kim không biết nói sao, nhưng mà kiểu như là nó trên quá nhiều á. Thì thôi Kim nói làm bạn để luyện tiếng Nhật cũng được. Dù sao có một người bạn họ cũng có tâm lên tới đây này kia nọ. Nói chung là Kim dự định là dừng lại ở mức độ trao đổi bạn bè thôi. Thì khi mà nói chuyện thêm 3 tiếng nữa là do bị delay á, thì Kim mới cảm nhận được nhiều thứ anh. Là bỏ qua cái khía cạnh là vẻ bề ngoài đi, thì với cái độ giàu có thì Kim thấy anh cũng được, anh cũng xứng đáng là một người chồng, một người cha tốt đó. Kim cảm nhận được ngay cho cả nhà. Rất là Kim cảm nhận được. Kim biết anh là không giàu, với lại anh không đẹp trai rồi. Thì Kim chọn những cái tính tốt kia. Thì sau khi mà delay nói chuyện thêm 3 tiếng nữa thì Kim cảm giác là có khả năng là cho anh này một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, tiến tới cả nhà. Thì Kim với anh gặp nhau là tháng 3 đi. Thì 30 tháng 4 thì mẹ Kim bị ốm. Thì Kim nói là thôi, coi như là không có duyên, Kim muốn dừng cái việc làm hiện tại của Kim luôn để Kim về Kim chăm mẹ mấy tháng. Sau đó Kim muốn qua lại thời gian tục cái tê thì Kim có thể là đi công ty khác. Có thể là lúc đó mình còn duyên thì có thể nói chuyện lại với anh. Nhưng mà anh nói thẳng với Kim luôn là anh muốn kết hôn với Kim, và kết hôn xong thì Kim có thể về Việt Nam mấy tháng thì về cả nhà. Thì
Kim cũng suy nghĩ, Kim cũng nói với ba mẹ cũng suy nghĩ. Thì ba mẹ nói với Kim là thôi con gái lớn rồi, không lấy chồng thì ba mẹ cũng không yên tâm, mẹ bệnh thì có anh chị lo, rồi còn ở lại nên kết hôn đi, nhà còn Kim với em gái Kim nữa nên là chưa kết hôn với mẹ rất là lo luôn. Nên là một phần đó là Kim cũng vì mong muốn của mẹ, cũng sợ mẹ không yên tâm á, lỡ có chuyện gì mẹ cũng không yên tâm á cả nhà. Thì lúc đó Kim nhận thấy anh cũng được 50-60% là Kim cảm nhận được là anh có thể là một người chồng tốt rồi. Anh cũng quan tâm lo lắng cho Kim, với lại lo lắng cho mẹ của Kim nữa này kia kia nọ. Thì Kim thấy được thì thôi. Thì lúc đó Kim chưa có yêu anh, Kim chỉ còn là cảm nhận là ổn thôi. Sau đó thì Kim cũng quyết định là kết hôn. Thì hồ sơ chuẩn bị rốt ráo trong vòng 2 tuần thì xong cả nhà. Thì Kim suy nghĩ 2 tuần, sau đó làm hồ sơ thêm 2 tuần nữa là thành thành 1 tháng á, thì là hồ sơ của Kim hoàn thành. Thì kết hôn xong thì tự nhiên mẹ Kim khỏe cả nhà. Thì Kim quyết định là Kim thôi ở lại làm vài tháng nữa kiếm tiền về cho mẹ. Và Kim lúc đó kết hôn xong thì Kim cũng không ở với anh luôn. Thì Kim cũng ở riêng vậy đó, Kim ở một cái tỉnh khác, cũng cũng là cái tỉnh ban đầu Kim ở luôn, cái tỉnh mà Kim chuyển thuật cơ thể á. Còn chồng Kim thì vẫn ở vùng Kyushu ha. Trong thời gian đó thì hai người gặp nhau một lần, nữa là 2 lần cả nhà. Thì trong khoảng thời gian mà chung sống với anh đến hôm nay á, thì có người hỏi Kim là có hối hận hay là có cảm giác là gọi là đáng nối tiếc tiếc nối gì không, khi mà kết hôn với một người gọi là bình thường bình dị, cũng không giàu, cũng không đẹp trai, cũng không ga lăng này kia kia nọ. Thì Kim nói là tương lai thì Kim không biết, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đối với Kim á là Kim hài lòng nha cả nhà. Mặc dù kết hôn với anh cũng không giàu, anh không cho Kim quá nhiều tiền, anh không cho Kim quá nhiều hy vọng về cái tương lai xa vời nữa, nhưng mà Kim thấy ở hiện tại thì anh đủ cái tình thương dành cho Kim nha cả nhà. Nói chung á là mình sống với nhau thì mình trân trọng những từng giây từng phút bên nhau và những cái điều tốt mà đối phương làm cho mình nha cả nhà. Thì Kim cảm nhận là Kim thấy là Kim không hối hận khi mà quyết định cưới anh. Mặc dù là lúc mà ký vô cái giấy kết hôn á, là lúc đó tình cảm của Kim đối với anh là hầu như là chỉ có 30%, 40% thôi. Kim chỉ là quý mến anh, trân trọng anh. Nói chung là Kim tôn trọng nhiều hơn là Kim yêu nha cả nhà. Nhưng mà trải qua thời gian chung sống với nhau á, thì Kim thấy là anh cũng rất là đáng yêu. Anh ăn uống anh khó tính thôi, còn tất cả là anh dễ tính hết. Anh chăm sóc Kim, nói chung là lo cho cảm xúc, cái tâm trạng của Kim rất là nhiều luôn. Sợ Kim buồn, rồi sợ Kim thiệt thòi thiếu thốn đủ thứ, cho nên là anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Có một điều Kim cảm thấy nuối tiếc đó là giữa Kim với lại mẹ chồng thì nói chung là không có khúc mắc nào hết, nhưng mà hai người không thể nào mà thân thiết với nhau được. Có lẽ là trong mắt mẹ chồng thì Kim là một người nước ngoài mà vừa trẻ tuổi nữa, lấy chồng Kim thì có mục đích khác hay này kia cái nọ. Đó là cái suy nghĩ của người lớn, Kim không có dám bàn tới. Nhưng mà đối với Kim nghĩ như vậy. Với hai nữa là cái khoảng cách tuổi tác với khoảng cách địa lý á, làm cho mẹ chồng Kim có một cái lo lắng là sợ là Kim với chồng sẽ đi không đến đâu, rồi làm cho chồng Kim buồn này kia kia nọ. Cho nên là mẹ luôn giữ khoảng cách với Kim nha cả nhà. Kim rất hy vọng một ngày nào đó mẹ hiểu và cũng thông cảm cho Kim. Bởi vì Kim lấy chồng là không có cái mục đích gì ngoài cái mục đích là cùng nhau đi lên và xây dựng cái một cái hạnh phúc tương lai thôi. Mặc dù Kim không biết tương lai là Kim hoặc là chồng Kim sẽ thay đổi và sẽ như thế nào cả nhà. Nhưng đó là cái điều nuối tiếc duy nhất trong cái cuộc hôn nhân của Kim với chồng trải qua một năm rồi. Thì hôm nay qua một năm một ngày rồi, Kim mới dám lên đây để tâm sự với cả nhà là khi mà mình kết hôn qua môi giới á, mình có hạnh phúc hay không. Và một lời khuyên dành cho những bạn muốn kết hôn qua môi giới: không phải ai kết hôn qua môi giới cũng đều có may mắn là được chồng thương, được chồng yêu, sống cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn đâu. Cũng là một phần là do Kim hên, hoặc là nói chung là do Kim hên đi cả nhà. Cho nên là Kim không dám khuyên, cũng không dám ngăn cản mọi người. Bởi vì ai cũng muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc đúng không cả nhà. Ai cũng muốn mình có một người chồng yêu thương vợ, lo cho vợ,
chia sẻ buồn vui hàng ngày. Nói chung là cùng cố gắng để cùng xây dựng một cái gia đình nhỏ, đúng không? Cái đó là điều ao ước của tất cả chị em phụ nữ. Kim chỉ khuyên cả nhà là khi mình bước vô cuộc hôn nhân rồi á, dù đắng dù cay, giai đoạn đầu mình hãy cố gắng mình vượt qua. Đừng có vì một chút bốc đồng hay này kia mà làm đối phương gọi là đau lòng. Cái thứ hai là khi cả nhà mà lấy chồng qua môi giới á, thì cả nhà phải xác định là hên với xui nha. Không có cái chuyện mà trọn vẹn và gọi là trọn vẹn như cái mình mong muốn được đâu. Được cái này mất cái kia. Cho nên khi mà mình lấy chồng qua cái môi giới đi, thì mình phải chấp nhận nha cả nhà. Nếu mình không chấp nhận được thì mình trước khi kết hôn thì mình phải nói cho đối phương, đừng lừa người ta, cũng đừng cố gắng chịu đựng. Tại vì có thời gian tìm hiểu nhau mà, phụ nữ thông minh chỉ cần hỏi khoảng 5-3 câu, xoáy một vòng thì nó cũng ra kết quả thôi. Cho nên là chúng ta trưởng thành rồi, nếu mà chúng ta không tìm được một người nào bằng tự lực của mình, không tìm được một người nào thì có thể mình có thể qua môi giới, thì người ta có thể giới thiệu cho mình những cái người mà theo những yêu cầu của mình. Còn cái việc tìm hiểu và cái việc chấp nhận hay không cũng do là mình thôi. Bên đó họ cũng không ép mình, cũng không có mình không có kết hôn thì họ cũng không trách móc gì mình cả. Kim chỉ khuyên là đừng có chấp nhận rồi cuối cùng lại buông tay để cho người ta gọi là hụt hẫng và mất mát cả nhà. Bởi vì khi mà kết hôn qua môi giới á, là bên phía chú rể á, tốn rất là nhiều tiền cả nhà. Tốn không phải ít đâu, tốn rất là nhiều tiền luôn. Kim biết, cho nên là Kim rất là thương chồng Kim cái khoản đó. Cho nên là Kim về sống với anh Kim không có đòi hỏi gì thêm hết. Anh thương thì anh cho bao nhiêu thì anh cho. Còn Kim á, hiện tại thì Kim vẫn chưa đi làm, nhưng mà Kim cũng xài tiết kiệm, không có phung phí. Bởi vì Kim biết để cưới được Kim, anh đã tốn rất là nhiều tiền là cả nhà. Số tiền nói ra thì cả nhà có thể là giật mình đó. Nhưng mà thôi, cái số tiền này thì Kim xin giữ riêng cho Kim với chồng ha. Những cái khó khăn này thì Kim với chồng sẽ cố gắng vượt qua. Thì sau một năm thì Kim với chồng vẫn hạnh phúc, tương lai thì Kim sẽ không biết như thế nào. Thì Kim cũng chúc cho tất cả những cái cặp vợ chồng mới cưới, những cái cặp vợ chồng tự tìm hiểu rồi cưới, hay là môi giới rồi cưới, chúng ta đều hạnh phúc hết nha. Thì video cũng dài rồi, thì Kim cũng xin dừng video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã yêu quý Kim, xem hết video và nghe Kim tâm sự. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, làm công việc gì cũng thuận lợi nha. Yêu quý Kim thì hãy cho Kim một lúc like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Kim để Kim có động lực ra những video sau nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà mình vào video lần sau. Bye bye.